Hello, chào các bác. À, biết chào các bác trở lại với kênh của Ngô Quyền Micro. Thì buổi sáng hôm nay Ngô Quyền Micro lên sóng để thanh lý một số sản phẩm mới về tại Ngô Quyền Micro. Thì đầu tiên là sẽ giới thiệu bác một bộ mic đi là cạc có mã là UR223D. Đây mã này là hàng trưng bày đã qua sử dụng và hiện tại thì em có hai bộ này, hai bộ đi là cạc 223D, ba bộ một tay 223S và một bộ 22D. Thì sẽ đăng thanh lý từng bộ một. Thì tất cả những bộ thanh lý này đều còn zin nguyên bản, chỉ có xước một chút nhỏ thôi, do người ta cũng đã sử dụng trưng bày ở showroom, mỗi người đến thử một chút, còn tất cả là chưa sửa chữa gì cả, không có tác động gì cả. Đi ra cạc dòng này là mít số bác nhé, mít số và chạy cáp trung tần. Đây là em sẽ mở nội thất cho bác xem luôn. Ở khi soi vào bo thì đây có chữ liên cả đấy. Thì riêng bộ mic 223D thì em đánh giá nó rất là cao về đặc tính kỹ thuật. Thứ nhất là họ sử dụng cáp trung tần, đây là cáp trung tần bác này, đây là cáp trung tần đấy. Hệ thống các cáp trung tần này thì những bác nào làm viễn thông là sẽ hiểu nó rất cực kỳ là giá trị. Trong dây cái ở cáp trung tần này nó là cái dây chân không, không có cái nói điện, không có nói điện, gọi là cáp trung tần. Bộ 223D thì xử lý hai hệ thống nguồn độc lập không chung nhau đấy, và bo thu phát sóng thì nó tách rời, bo thu phát sóng tách rời, AFRS tách rời đây này, và vẫn chạy cơ chế đua trên lỗ, tức là một anten, tức là một bo mạch này sẽ đảm nhiệm hai tần số sóng cùng lúc để bám bắt vào cái tai mic này. Đó là đặc điểm, và hệ thống này hiển nhiên là sử dụng sóng vò. Thì những cái sản phẩm sóng vòm của Dynacac sẽ bắt được nhau, chẳng hạn như là những bộ mic mới 3600 tay vẫn bắt được của bộ 3300 X10 EU800 EU900 K100 đấy, để bắt được của nhau. Và dòng này cũng thế, dòng này thì đặc tính nó cao cấp hơn một chút là nó sử dụng cái IP, cái phân loại IP. Thì những đời như 3600 cũng sử dụng IP phân loại sóng mang và sử dụng IP, và vòng lập PPN sẽ sử dụng cao cấp hơn rất là nhiều, nó cũng không khác gì cái hệ thống viễn thông. Nên khả năng xử lý và khả năng suy hao của dòng này sẽ thấp hơn rất là nhiều. Nhưng khi các bác mở bật mic lên, em đang bật đấy nhé, nhưng khi nói là không có một tiếng sôi nào, không có một tiếng sôi nào, không có một tiếng sôi nhỏ nhé, rất là yên. Và tai mic là có cảm biến phát hiện cảm nhận khi mà không có áp lực phía âm thanh, tức là âm thanh mà ở phía này vào ở phía đuôi ấy, thì nó sẽ hạn cảm biến, sẽ phát hiện và sẽ hạn chế cho thu vào tai mic. Đây tai mic em đang bật sẵn. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh và like và giúp em. Thì bộ này em sẽ thanh lý cho bác là 6 triệu, các bác nghe nhá. Lực 1 2. Thì ở bộ mic 223D thì em đánh giá cao hơn bộ 22D rất là nhiều. Bộ 22D họ chạy một chip nén và khả năng thu phát của bộ 22D nó sẽ kém hơn dòng này rất nhiều. Dòng này là chạy hai chip nén bác này, đây là chip một, đây là một con này, và đây là một con, nó độc lập từng kênh. Đấy, nên khả năng ổn định rất là cao. Đây tai mic này, Alo 1 2. chất âm của dòng này thì chúng ta không phải đánh bàn đi đánh giá lại nhiều nữa. Độ dày có, độ nhẹ có, độ sạch có, và độ vỡ là gần như là không có. Giải chép rất là cao, rất là hay, mềm mại, không bị gắt, không bị đanh tiếng. Nếu bác đã từng nghe giải chép của Sen thì bác sẽ thử lại trên dòng này, sẽ cảm nhận là nó sẽ là sự khác biệt. Dòng Sen thì độ sạch, độ chi tiết rất là cao, dày ấm có, độ nhạy thì nó sẽ thấp hơn dòng này, nhưng mà giải chép thì em hơi chê một chút, nó hơi chói. Mà người Việt Nam mình hát tiếng Việt thì thích mic nó phải mềm mại. Em sẽ thử cho bác nghe tiếng mic này. Lục 1 2. Xin em đừng nhận tên tôi làm gì. Rất là mềm mại luôn nhé. Thì bộ mic này em sẽ thanh lý cho các bác là 6 triệu đồng. 6 triệu đồng, các bác nào có nhu cầu thì liên hệ em theo số điện thoại 0988 3266 giúp em. Những sản phẩm này thì em sẽ bao test 1 tháng. 1 tháng như lỗi thì em sẽ thu hồi về. Đấy, còn hai sản phẩm mới thì là vẫn có giá là 8 triệu 500 nghìn đồng. Mới thì hiện tại đang trên đường về. Còn lô mic này là về cùng với lô 100 bộ 3600. 3600 thì em chưa lên sóng được nhiều đâu. Sẽ có một thời điểm này nó hơi bận một chút nên là sẽ lùi lại cái việc công bố. Thì để mấy hôm nữa thì mới có khui được toàn bộ ra, đủ 100 bộ thì sẽ rao bán cho các bác. Tất cả những sản phẩm Dynacac em cam kết các bác là
chính hãng, sẽ không làm sản phẩm gia công. Những sản phẩm nào em đều mở ruột cho bác xem, đều mở ruột cam kết cho bác xem, và không 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 cam kết các bác là chỉ làm những sản phẩm sóng vòm. Linacard đặc trưng là sóng vòm, và những sản phẩm sóng thẳng thì rất dễ bị nhái, chẳng hạn như xua sen ra bộ nào thì đều có thể nhái bộ đấy. Thì thường thường người ta cũng chỉ nhái xua và sen, và có thể khả năng là Linacard vì là giá trị nó rất là cao đấy. Còn những cái sản phẩm mà rẻ tiền thì như BBS, Bayer thì người ta cũng ít khi nhái. Bayer thì khả năng cũng có nhái đấy, vì em thấy nhiều sản phẩm không có mã QR code. Hiện tại những sản phẩm chính hãng trên thế giới mà những thương hiệu quốc tế đều có sản phẩm QR code. Những QR code là QR ấy, tức là có mã quét ấy, khi bác quét ra sẽ có thông số của hãng. Còn những cái mã vạch như này này đều có thể làm giả được hết, đều có thể làm giả được. Người ta có thể mua một cái sản phẩm chính hãng cho nó, người ta nhân bản lên. Còn mã QR code thì mỗi sản phẩm đều là một mã QR code riêng nên sẽ không làm giả được. Có làm giả thì quét cũng không ra. Nên là những cái sản phẩm mà các bác mua mới ở Việt Nam thì là kể cả chính hãng Việt Nam cũng phải có mã QR code. Thì từ 2019 thì Bộ Công Thương đã quy yêu cầu là phải có truy xuất nguồn gốc. Những sản phẩm nhập khẩu và những sản phẩm chính hãng ở trong nước đều có mã QR code. Đây là cái tai mic nhé. Hiện trạng nó như thế này, xước nhỏ một chút. Còn tất cả tai mic là sơn zin, không có sơn sửa gì cả. Đấy, thì bộ mic này đầu thu thì còn nguyên nhé, như mới luôn. Còn nguyên cả túi bóng. À, con này em bán 6 triệu, tất cả nó còn zin hết. Keo kiếp còn zin hết, không có động chạm cái gì. Đấy. 6 triệu đồng các bác nhé. Các bác xem video để nhớ đăng ký kênh nhà bài giúp em. Thì dòng mic này thì là em bán rất là nhiều, và em là những người chơi đầu tiên ở Việt Nam. Em tiếp cận dòng này từ 2007. Nên các bác về dòng này thì các bác mua chỗ em thì cam kết là yên tâm. Lực 1 2. Xin chào các bác ở những clip tiếp theo. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em với số điện thoại 0988 3266 giúp em. Xin chào các bạn.